Anh em sau khoảng 2 lần đào tạo có 15 phút thôi, bây giờ căng thấy chưa? Đấy, nó phải người đào tạo là rất là quan trọng. Đó. Chứng tỏ là chú Dũng là không gặp anh Long sớm hơn. Đúng rồi, ông này gặp mình sớm hơn khi ông giàu tỏi. Có khi là nó khổ rồi đúng không anh Long? Bởi vì ông này ấy là ông ấy là tiếp thu, có hẳn là tiếp thu. Ôi, hỏng hỏng rồi, hỏng rồi. Mày kéo đi, mày đặt nhanh chỗ này nhé. Tôi kéo ra góc luôn. Đấy, ra góc của em rồi. Nhăn cái gì? Thế là đúng rồi, lên trên này là căng đét là cố định rồi. Nhăn gì mà nhăn? Thế cậu phải dỡ cái phần của cậu, phải điều chỉnh theo cái phần trên cùng này. Cứ để đây. Để xử lý góc này chứ. Đấy, bên trên để nó căng như thế này nó mới chịu được nước này. Căng anh thích kia, anh thích căng này. Nhìn này. Bên này này. Phẳng đét cái góc gì? Này này. Đây, đang ấy đây, đang điều chỉnh lại đây. Đây, nhìn này. Đây mới gọi là điều chỉnh này. Đấy, đây mới gọi là ngon này. Đấy, ông này được ngồi. Dũng lò vôi này, dễ thành Dũng lò vôi lắm. Làm dễ có thừa để dễ có hướng nào. Dũng lò vôi dễ làm Dũng lò vôi lắm. Thưởng của cậu là kỹ năng cậu đã đạt được nhỉ. Còn anh thì mất thời gian nhỉ. Thời gian của anh là vàng. Đấy, ông Dũng này tôi nghĩ là ông mà không làm cai đầu dài thì tôi thấy tiếc. Xong kéo cái căng đầu này cho để tao xử lý cho mày nhá. Làm cái góc này cho. Dũng mà là không làm cai thì anh thấy tiếc thật. Đúng rồi. Dạ. Em nói thật với anh, em đầy người ạ. Nhận hay không nhận thì cậu phải làm cai. Nhận đấy. Em làm cai chứ em không thích làm cai. Không cai thì là phải làm chủ. Đang làm chủ đây. Em chủ bản thân mình đây. Chưa được, kéo thêm một tí nữa đi. Gỡ gỡ ra một tí, kéo, chưa được. Kéo thẳng đi. Kéo thẳng ở phía kia đấy. Đấy, đúng rồi. Sổ. Rất khéo tay, ông Dũng là khéo tay này. Trông thì người thô nhưng mà tay rất khéo. Kéo nhé. Đấy, rất khéo tay nha. Ông này học gì làm được đấy. Ok, đến lượt ông thắng. Đúng rồi, chứ sao thấy, thấy kỳ lạ. Người thì hơi mở mồm ra cãi cậu. Mở mồm ra cãi cậu lại lại đi. Đi làm sếp đi, chứ thế lạ. Đưa về lên mây rồi tôi buồn lầy đúng không anh? Chả biết ai như ai buồn lầy đâu. Người như anh nó thật nghĩa là nó thôi. Nó thôi thì thật, nó thôi thật không? Thật không? Ông có thật thật không?